Đúng vậy. Thôi bây giờ thì nè, mấy anh chị cho một tràng hỗ tay, mấy anh chị chụp hình lưu niệm nha. Anh chị thấy mặc bằng bộ đồ vậy có xứng như thế nào vậy? Quá đẹp. Xứng không mấy anh chị? Thế có vẻ trúc già quá ha. Nói mà cười ngượng méo méo không à. Ôi, nhớ nha, cái này á mở ra nhưng mà đừng có dục thùng rác nha. Dạ. Mở ra đã rồi mới dục sau. Dạ, em sẽ mở từ từ. Mở bây giờ dạ, không? Dạ, mở luôn rồi. Dạ, giấu rồi, mở. Và cái món quà này là nhạc sĩ có thể dùng cả năm luôn. Dạ. Và dùng để lên lịch hẹn hò em nào trước, em nào sau. Dạ, vậy là bắt đầu từ một tay năm tới Trúc sẽ điền vô và Trúc sẽ vết vô từ đầu cho tới cuối năm tới luôn đó nha. Lúc vậy đó là Trúc không còn là Trúc nữa, đi xỉn 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 tảng tảng. Vậy là 365 ngày hết 365 em. Trời ơi, đó nè. Và bây giờ là khi nào có những cái món quà cho nhỏ. Còn bây giờ nha, giờ tới Tina quà Tina. Cảm ơn Tina cũng đã đi tới chúc lịch Playboy mà sao em nói em phết dạ chưa đã mở ơi mở em nói lộ cái mật quá à. Về nhà em mở lúc đó em biết nó lịch nói gì. Vậy là tối nay vợ ngủ không được nha, không phải gì đâu. Dạ, nhưng mà cũng thể ngủ không được. Và bây giờ như thế này là bữa trước Tina có nói rằng là thôi bây giờ để cho nhạc sĩ nhận để mấy anh chị nhận quà lên chạy lên chụp hình luôn nha mấy anh chị, tất cả chúng ta cùng lên chụp hình lên cho nó vui. Và bây giờ cái bữa trước thì này nói rằng là anh chị nào mà mặc đồ phong cách Noel nè rồi hát nhạc chủ đề của ngày hôm nay đó, thì ở đây Tina thấy là có một cặp anh chị là cũng thường xuyên ủng hộ Tina mà ảnh hát nhạc cũng hay, cũng hôm nay cũng bất hợp với chủ đề mà ảnh cũng mặc đồ Christmas luôn. Là đố mấy chị đó là ai à? Xin mời nhân vật vừa mấy anh chị vừa mới vỗ tay đứng dậy nhìn trang. Và anh ơi, anh hãy khiên cái chú cái ông Noel này về nhé, tối ngủ ôm trên áo. Và mấy anh chị, bà đứng cái gì đổi luôn nha. Mấy chị, tất cả mấy chị chúng ta cùng lên chụp hình với nhạc sĩ rồi luôn. Dạ, yeah, quảng cáo cho nhạc sĩ. Nhưng mà cái này á, anh nhớ để một bên chứ đừng có để chính giữa nha. Dạ, không được á. Dạ, anh để một bên. Mỗi lần giận á, cái anh quay qua anh ôm bên này. Không giận cái anh ôm bên kia. Ê, ủa nghe nó đọc xong sao rầm cái chuyện này dữ rồi nha. Và bây giờ còn một người nữa cũng mặc đồ cũng phong cách Noel, cũng hát nhạc Noel. Đố các anh chị đó là ai à? Chị Phước. Chị Phước à? Chị Phước à? Chị Thu Nguyệt. Bởi vì cái áp bầm là mình phải để cho Thu Nguyệt. Xin mời Thu Nguyệt. Tina ở chỗ Tina tổ chức mà Tina thủ như Tina. Kỳ quá nhỉ. Rồi cái này là ăn cho nó ngọt ngào nhé. Rồi mời các anh chị chúng ta lên chụp hình. Mấy anh chị chúng ta lên chụp hình làm kỷ niệm mặc đồ đẹp mà. Lên cái